Anh ơi, hả? Nay em ở nhà thì bị đốt ạ. À? Ai đốt nhà em? Hả? Con ong ạ. Trời ơi, con ong nó đốt hả? Đúng rồi. Bây giờ anh sẽ cho em ăn nhà của nó. Tổ ong đây, nhà của nó. Tổ này em ăn miếng anh. Bây giờ em muốn đặc biệt hơn không? Có anh. Mướp rồi anh. Đây là cái dĩa muối ớt mà không phải bình thường đâu em. Nghìn năm đấy. Nghìn năm hả? Đóng tảng, đóng cục rồi này. Ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cái này chấm với cả muối ớt mới đặc biệt. Cảm ơn em. Bây giờ anh sẽ ăn cái phần xác này, phần nhộng của nó này. Trời ơi, ôi béo thế. Ủa, ngon thế này. Ừ, ngon lắm. Thế ăn mấy nha. Ừ, cẩn thận nó có. Còn có năm này à? Cho ăn luôn. Ủa, nhìn cái mặt nó ngon quá anh ơi. Nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Bây giờ các bạn ăn nhé. Ngon quá. Ăn cái đoạn mặt này mới ngon này. Trời ơi, chảy mặt quá. Mặt mà lại chấm với cả muối ớt. Không biết có bị gì không? Mỡ ớt ngàn năm nữa chứ. Ủa? Mỡ ớt đông tảng luôn được. Nghe ăn được cùng mỡ ớt không? Ngon. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Cái mỡ ớt đi em. Wow. Quá đặc biệt. Mỡ xíu. Ngọt quá anh ơi. Này béo à. Ngon chứ, ăn rất nhàn luôn. Chứ em bắt được tổ nha. Gan ngon lắm. Đến đi. Ngon quá. Ui dồi ôi. Mà đốt tao. Bây giờ này, anh làm cái này mới ghê này. Ngàn năm này. Ui dồi ôi. Cái này ngậy quá anh. Béo. Ai hút thì mà.